Khi nấu cơm chỉ cần yêu cầu có một động tác, ấn một cái, xong đó chờ 45 phút là sẽ có cơm ăn. Thế là ta bỏ hẳn điện tử để chuyển sang nồi cơm cơ. Một cái nồi cơm điện tử. Đấy, này, cái nồi cơm điện tử này. Nói chung là ấn không được nữa rồi. Hỏng hết rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển cái nồi cơm này sang thành cái nồi cơm này. Gọi là chuyển theo kiểu tắt bật. Đấy, có tự động. Khi nấu cơm chỉ cần yêu cầu có một động tác, ấn một cái, xong đó chờ 45 phút là sẽ có cơm ăn. Thế là ta bỏ hẳn điện tử để chuyển sang nồi cơm cơ. Bây giờ đi vào chi tiết. Để muốn chuyển đổi được một cái nồi cơm này sang cái nồi cơm cơ thì bây giờ ta làm thế nào? Đấy, bây giờ tôi sẽ tháo dỡ cái này ra. Nắp đặt này thì tôi sẽ làm thế này. Đây, 3, 4. Tháo cho các bạn xem. Đấy, cái này phải đảm bảo là cái chân này cho nên nó không chọc được vào cái đáy của cái xoong này. Đấy, cái đáy của xoong này, cái chân này nó không chọc được vào đây. Ta đo thử xem. Đấy, như này là nó không tới. Nếu giả sử cái này nó không êm, đấy, nó không êm, nó còn đội cặp kênh như thế này. cấu tạo của nó đây. Đó, đây là đi xuống, đây là xuống. Đây là tháo này tháo xuống đây. Đấy. Cho nó chỉ phạm vi di chuyển có chút thôi. Không được xoay. Không được xoay. Nó phải di chuyển trong cái vị trí này. Nó chỉ thế này thôi. Rất là nhẵn này. Êm này. Đây là cái phần điện của cái nồi cơm. Qua là đây, bây giờ đã hoàn chỉnh, ấn tắt này, ấn vào tắt. Còn đây là cái dây này tự động, đấy, dây này tự động này là dây này cũ, còn đây là cái dây này áp suất. Xong phần điện. Đặc điểm cái nồi này là nồi áp suất. Tiêu chuẩn thứ nhất là phải xoay được một cái nhẹ nhàng, không méo. Cái mặt này phải phẳng, cái mặt này phải thật phẳng, phẳng để nó ép vào đây. Điểm thứ hai là đặt vào đây. Đấy, tiêu chuẩn thứ hai là nó phải xoay, nó phải hơi rít, xoay hơi rít. Nhưng mà nếu mà xoay trơn như này thì là không được. Đấy, trước là nó xoay trơn, tôi đã phải chỉnh. Đấy, phần này đập xuống, phần này đập xuống, phần này đập xuống để đảm bảo cho nó rít vào đây, để áp đây. Đấy, cái này tôi đã đập xuống. Đúng vị trí của nó đây và xoay một cái rít rít. Đấy, xoay rít ra hết nó trơn. Đấy, nó trơn như này, khi vào là nó phải hơi rít thế này. Đấy, đây là tôi đã tháo hết tất cả ra. Đây của nó đây. Xong rồi thì bây giờ là sẽ lắp lại.